xe tôi đúng không? Không ạ. Để nào đấy. Ok, nhận được chưa? Tiếp tục nha. Chúng ta đang ở chỗ nào đấy nhỉ? À, tôi đang vừa nói đến phần ok khoan. À, Long bật mic nha. Hỏi thử nào. Long bật Rồi em bắt rồi. mic. À, tại sao tôi lại khoan từ trên này xuống dưới mà tôi lại không khoan từ dưới lên trên? Thì cái hốc nó sâu thì Rồi, cái ok, đúng cái rồi. bầu dao là... Đúng rồi. À, khoan ở trên này mất tiền phải mua cái vít mới làm cái gen ở đây, nhưng mà khoan từ mặt đáy nó dễ, còn đây từ đây đến đây tôi không rõ là bao nhiêu nhưng mà cũng phải đến 100 200 rồi đấy. Như vậy là gì, vẫn cố thì có thể được nhưng mà nó làm khó khăn cho quá trình gia công nhé. Người ta làm khoan từ đây nó dễ hơn. Những cái trường hợp mà hốc các bạn nông ấy, thì các bạn có thể làm khoan từ đâu, khoan từ đây lên đâu đúng không, tiết kiệm được tiền mua cái gì, một nguyên công làm gen. À, làm cái vít này ok. À, của Hiếu, Hiếu nên nhớ rằng này, như này này, cái sơ đồ này thì đúng rồi nhưng mà à, cái sơ đồ xin lỗi là chưa chưa đúng. Ở đây tôi ẩn đi cho các bạn, đây hoài cái này quá thì trong cái quyển của Misumi nó nói rõ như thế rồi mà vẫn cứ loay hoay. Tôi xem ẩn này. Các bạn tưởng tượng rằng là nhiệt nó sinh ra ở đâu? À, Hiếu. Sinh Nhiệt nó sinh ra ra ở đâu? chỗ có nhựa chảy. Đúng rồi. Cứ nhựa điền đầy vào lòng khuôn nó sinh ra nhiệt. Làm mát như vậy là phải làm sao, phải gần cái khu mà nhiệt nó sinh ra chứ không phải làm chơi vơi. À, như vậy phải bao được, ví dụ như bạn phải nghĩ rằng là cái đường làm mát ấy nó phải chạy gần bề mặt, cái thứ hai là nó phải khu vực của chi tiết đây đúng không, thì phải có những cái đường làm sao mà có những cái đường vì nó vướng là ngày đây nó có thể đi ra cái nhà, làm sao mà nó phải phải làm sao có những cái đường làm mát phải quanh sản phẩm nữa chứ đúng không, có những đường làm mát phải đi qua giữa này. Như vậy tại sao bạn không chạy một cái đường nó rất là đơn giản thôi đúng không? Như đường như này nó tắc lòi ra này. Nào, nào nước nó chảy rất rối rắm này. Các bạn chứ nhìn này. Nào. Đây này, đường nước đi từ đây. Đi từ đây. Nó lại chảy đi đằng ra này, không được. Đường nước đi vào đây này. Nó chảy xuống này, chảy xuống, chảy xuống, chảy xuống này, chảy sang, chảy xuống, lên ra thì ok. Đúng không? Bạn thiết kế một khu vực để tịt nước này thì có tác dụng gì, phải là đường đi một chiều nha, chỗ này này chảy vào đây này, chảy sang ngang, chảy xuống, chảy xuống, chảy lên, chảy sang, đi lên và đi ra chứ không phải chạy vòng vèo nha đâu các bạn nhá. Không làm đường theo kiểu đường ngõ ngách, bạn ấy làm cái ngách như ngách Hà Nội xong là ngõ cụt cho người ta đi này thì chết à đúng không, trái nó làm này này trông này, cái đường này làm sao mà phải đau khổ này, nó tại sao nó không vào từ đây cho nó gần mà nó phải xuyên tít sang bên này, nó chạy ngược lại này, mua đường rồi bạn. Và làm này nó, làm này người ta khoan rất là khó chịu nha. Yếu nhìn chưa, thế các bạn không khoan ở ngay đây xong bạn đi xuống đây, bạn đi xung quanh, bạn đi ra xong ở đây làm thêm đường nữa, bởi vì cái sản phẩm này rất là to mà chỗ này bạn nhìn thấy chưa, đã có đường làm mát ở đây đâu đúng không, làm sao mà nó cứ nhiều đường nó xung quanh nhiều sản phẩm. Bạn nên nhớ là cái giá thành sản xuất nó liên quan đến việc làm mát này rất nhiều. Bạn thấy là phun đầy một sản phẩm nó chỉ mất 1 đến 2 giây, 3 đến 5 giây, thậm chí 5 giây là cùng, không đến. Đúng không các bạn? Bạn mô phỏng thì là 1 2 giây sản phẩm đã đầy điền đầy đúng không? Mở khuôn và đóng khuôn nó chỉ khoảng 0,5 hay 1 giây, 2 giây, 3 giây, nhưng cái làm mát này này nó là mấy chục giây. Như vậy để mà nâng cao cái năng suất thì người ta sẽ cố gắng là thiết kế cái đường làm mát này nó hiệu quả để làm mát nhanh. Làm mát nhanh có nghĩa là cái chu trình đóng, chu trình tạo ra một sản phẩm là sẽ ngắn, được chưa? Ok nhá. Như vậy thì chú ý cái làm mát này. Như vậy thầy nói lại là cái đường làm mát này nó phải chạy từ tấm áo đâm sang và đâm xuống, bắt đầu mới lắp cái o-ring vào đúng không? Nha, tinh thần là như vậy.
Tiếp nhỉ, chúng ta còn cái gì ở ở cái khuôn cần hoàn thiện không? À, cái vít bịt. Cái vít bịt thì các bạn vào đâu nhỉ? Lại vào component này. Mấy cái mã cho các bạn ghi lại cho nó nhanh chứ không mình ngồi search tiếp là chọn Mitsumi này. Sau đó orange ở đây rồi, vòng à vừa đấy làm orange nào tôi chỉ cách làm luôn này, chọn orange này. Orange tôi chọn nút cứ một cái nào đi. Ví dụ kênh làm mát của chúng ta là phi 8 đúng không? Vừa lấy phi 8 đây, ví dụ lắp ở ở thằng này đây. Tôi giả sử là phi 8 thì chúng ta phải nhìn D0 phải lớn hơn là cái này loại to thế, mình chọn loại khác nào. S nào. Phi 8 thì chúng ta phải chọn 8 là lớn hơn, phi 8 là 9,5 đây còn gì nữa đúng không? Nào, nó mới hỏi là chọn gì? Channel là cái kênh dẫn này. Kênh dẫn đây. Không chọn mặt phẳng đâu, mặt phẳng ở đây. Đúng không? Đó. Và nhìn thấy cái O-ring nó nằm ở dưới chưa? Và khi mà làm O-ring thì tự động nó cắt cho chúng ta cái gì đây? Cái rãnh luôn nhá, để chúng ta phay nhá, được chưa? Ok, đó, đấy là cách làm. Thế chúng ta mang cái vít bịt vào như thế nào nào? Đó. Bạn phải nhớ là cái đầu gen các bạn làm gen 1 phần 2 hay là 3 phần 4 hay 1 phần 4 nhá. Và các bạn thấy là gì, nó sẽ tự động nó làm, nó cắt cho các bạn. Cái cao su ở đây tôi nói lại, cao su bình thường nó đang tròn như này nhá. Ở đây là trong trạng thái gì đấy? Ép chặt vào. Nó bị nén lại. Bản chất là sợi cái đường kính cao su là 1,5 nhưng bản chất sau này nó nén lại chắc chỉ còn chỗ ở khoảng 1,2 thôi nhá. Và người ta sẽ tự động nó cắt cho các bạn cái rãnh ở đây, bạn nhìn chưa? Vâng. Đấy, rất là hay như vậy. Rồi ok này. À, cái vít bịt này tôi lại vào đâu nhỉ, vào đây, vào đây, vào đâu cứ Mitsumi mà lấy nha các bạn nhé, vào đây lấy tìm cái chữ gì đấy, orange này, à oxy xin lỗi, vừa lấy là tôi đang nói cái vít bịt nó là pi vít bịt đây nhá, chúng ta chọn cái MSVKTS này, MSVKT là những cái ở ngoài nó hay dùng. Bạn chọn đường kính này tương đương với đường kính của thằng tôi chọn tương đương với thằng R1 đây. Phi 21 này. Thằng này nó tương đương với cái gen 1/2 nhé các bạn nhá. Đây thằng này giả sử ông làm 1/2 đây, tôi chọn cái bit. Bit đây. Bit đây. Ok, tự động nó sinh ra. Cái cách làm mà không bị nước nó chảy qua ấy, gen côn này chạy nó không ấy đâu, người ta phải cho một cái nó gọi giống như cái băng tan của chúng ta ấy, nhá, để cuốn vào nữa giống như ở ở cái bình nóng lạnh nhé các bạn nhớ không? Vâng. Hoặc là cái một số công ty ấy, sau khi mà lắp xong các bạn biết nó làm gì không? Hàn. Nó hàn vào, nhá. Hàn mà nó chắc ăn luôn, nhưng mà cái loại đấy là loại sau khi mà khuôn nó hoạt động ổn định rồi. Đem trạng thái bình thường thì người ta test full thì không hàn bộ đâu nhé. Ok, như thế là xong phần lò xo rồi này, phần xong vít bịt này, xong phần đầu nước làm mát này. Chúng ta còn có thằng support pin ở đây, thầy cho một cái ở đây. Cách làm như thế nào nào? Bây giờ tôi sẽ hiện cái button, cái cấm đẩy. Đó, hiện cả bộ khuôn lên cho các bạn nhé. Tại sao có cái phần này nhỉ Long nhỉ? Thì cái đấy hệ thống võng hả? Chống võng khuôn. Asus, các bạn Asus là bạn nào ấy nhỉ? Bật mic à. Nói chuyện tí cho đỡ buồn ngủ. Bạn Asus là em. Ồ, cái này nó có tên là support pillar nhé. Vâng. Pillar là cái trụ của support, là hỗ trợ, trụ hỗ trợ ý là chống võng. Và bạn nhìn thấy này, tôi đang nhìn thấy cái hệ thống dàn đẩy của bạn ấy. Cái hệ thống chống bóng là người ta thường đặt ở giữa khuôn, vì bóng thì bóng ở giữa chứ đâu có bóng ở ngoài đúng không? Vâng. Hiếu nhìn thấy là hệ thống đẩy của chúng ta tự nhiên lại có được hai cái chỗ ngon lành cành đào này chưa? Vâng. Như vậy thầy sẽ đo làm thế nào để thầy có được cái kích thước ở đây
thầy phải vẽ phác nó ra, vẽ áng nó ra, mà cho cái trụ đỡ thì nó cũng phải tương đối chứ nó không thể là vẽ như là cái chút đẩy được đúng không em? Đó, đó là trụ đỡ nó như là cái trụ nhà của chúng ta ấy. Đó, trụ đỡ nó dài như thế nào là các em nhỉ? Nó dài từ đâu? Từ mặt này này, nào nhìn thật kỹ các em nhá, từ mặt này đến mặt nào? Đến mặt nào nào? Đến mặt này hay mặt này? Đến mặt mặt tấm Mặt mặt sau. này này, đúng rồi. Cái này thì tuân theo các catalog mà thầy đã đưa cho các em thôi đúng không? Nhìn các catalog rồi Rồi. chưa? Các catalog này là đây là kỷ niệm ngày xưa thực tập ở Toho này, công ty của Nhật. Đây là công ty tặng. Này gọi là như là một cái bảo bối của kỹ sư thiết kế khuôn đấy. Đó. Đấy, sau này lưu truyền cho các thế hệ sau về cái phương pháp thiết kế của người Nhật. Những cái năm đấy là tôi thực tập của công ty Nhật. Ok. Rồi, nhưng mà cái này người ta cũng in màu ra cho người ta để trên bàn đấy, khi nào mà cần thì người ta sẽ tra, người ta thảo luận nó nhanh. Mà như vậy dài 120 tỷ lệ thế nào là trụ trụ dài nhỉ? Tỷ lệ L trên D lớn hơn bằng mấy à Hiếu? Phải Lớn chăng hơn hỏi Hiếu. 4 6 Được, hỏi thằng khác cho nó vui. À, còn thanh niên nào chưa hỏi Thắng à? Thắng, Đức Thắng, Bật Minh này, giao lưu này. À, trong tiện các bạn thấy là trong cơ khí của chúng ta thấy một cái tỷ lệ L trên D đúng không? L trên D là chiều dài và đường kính. Tỷ lệ nó bằng bao nhiêu thì người ta gọi là dài. Rồi anh này ngày xưa chữ thầy trả thầy rồi đơ rồi thôi Nam là hỏi Nam là câu là xem Nam trả lời Nam Bật Minh này Nam ơi các bạn có thể chuẩn bị tinh thần mic là phải tích nhanh nhé thầy hỏi đấy là ấn ngay phím tắt của mic ở trên bàn phím là phím gì thì tự biết nhé thầy bỏ cái ấn luôn phím Ctrl ở trên Ctrl F10 ấy. Không biết là máy các bạn là phím gì đấy là function F10 đấy nào đâu rồi à, trả lời đi em ơi Nhưng thầy tỷ lệ là 2 phần 3. 2 phần 3, 1 phần 3. Thực ra tỷ lệ là một chiều dài trên đường kính là 3. Một số định nghĩa nó bằng 5 nhưng mà thực tế bằng 3 là nó coi là dài mà dài thì nó gọi mất ổn định. Người ta sẽ cố thiết kế. Tại sao tôi hỏi câu đấy? Bởi vì khi cái chiều dài này nó là 120 này Hiếu này chiều dài từ đây đến đây 120 nếu bạn thiết kế trụ nó bị phi 10 hay không thì nó mất ổn định trụ nó dễ mất ổn định nhá thì tôi chọn sẽ là tỷ lệ nhỏ hơn 3 tức là bằng bao nhiêu tôi chọn là tỷ lệ bằng 2 đi tức là đường kính bằng 60 gì nào tôi mở cái tấm ra mở cái tấm tấm ở dưới tôi phải đục hai tấm nào các bạn ơi Tấm giữa mấy tấm đẩy đúng không tấm đỡ đúng vậy đây các bạn sẽ thấy là tôi phải mở cái này ra và tôi đục hai cái lỗ ra và tất nhiên làm cái lỗ thì cái tọa độ nó phải chắn chắn một chút nhé đây tôi đã đục sẵn cho các bạn xem ở cái lỗ đây này tôi đã đục sẵn ở cái lỗ này tôi sâu sketch này sâu sketch đây tôi vẽ rất là chẵn để gia công sau này tức là khoảng cách từ 120 này à, từ đây nó bằng không này à, đường kính bao nhiêu đường kính là 60 à, bởi vì là tôi không muốn là nó cọ cái trụ vào thằng này theo cái sơ đồ này bạn các bạn nhìn chưa à, Vậy. nhưng mà tôi không muốn nó cọ vào trong quá trình làm việc tôi cái podcast thì tôi làm nó rộng ra là phi 655 được chưa đó. Rồi bây giờ thì lấy nó như nào lấy trong thư viện luôn đỡ phải vẽ nhé À, ở cuối cái support panel này nó có một cái gì các bạn này nó có một cái làm sẵn cho bạn cả bắt nét nó có cái sẵn gì đây gen này đó các bạn vào đâu lấy nhỉ bạn vào đâu lấy Thư lắp ghép này thư viện này những cái món này là cứ lấy trong thư viện thôi ở đây mày quá nhìn có hiện chữ này support panel các bạn chọn SPL này support panel
ta bỏ nó ra và lắp ghép như bình thường thôi đúng không? Này, được chưa? Dài 60 này, bao nhiêu thì nhập đây đúng không? Đây nó có cái gì? Nó chả có gì. Nó chỉ có mỗi đường kính với thằng đây. Chắc nó có cả cái bảng gen của nó nữa. Được chưa? Mọi người. Vâng. Lấy ra xong lắp vào, thế thôi. Tôi không làm nữa, nhớ đưa rồi. Ở đây thì Hiếu chưa làm thiết kế cái bu lông bắt bốn góc này nhá. Vâng. À, mà cái này không phải bốn góc đâu, của anh là hai miếng ghép thành 8 đấy nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 nhá. Vâng. Anh phải làm cái bu lông này không, tí anh khoan đừng nước làm mát vào đây nhá. Đó. À bây giờ tiếp tục này. Cái khuôn này một nửa tấm khuôn nặng bao nhiêu cân? Thì bây giờ chúng ta phải làm cái bu lông vòng. Bu lông vòng chọn như nào? Mặc định của phần mềm ở đây người ta đã chọn là 30. Đúng không? Nhưng mà đôi khi mặc định nó không chuẩn thì chúng ta sẽ xem bu lông vòng ở đâu nào. À, chúng ta sẽ xem bu lông vòng ở đâu. Bu lông vòng tiếng Anh nó là gì nhỉ? Năm nhỉ? Nhớ. Phải nhớ một cái từ, nó có từ ring ấy. Ring or mắt này. Orange. Orange là cái ấy rồi. Orange là cái rong cao su rồi. Rồi như vậy các bạn đợi tôi chút này, tôi không tôi đi không tôi. Accessory. Đây đây đây. Đây thì tiếng Anh của nó đây. Bu lông mắt này. Nó tròn như cái mắt này. Và chúng ta cứ dịch bu lông vòng ấy. Đấy, đúng không? Bu lông vòng này, đây, đây đây đây. Người ta có chỉ dẫn này, sau này các em để ý là bạn không, bạn chỉ được phép là ngoặc vào như này, hoặc ngoặc như này, bạn không được phép ngoặc ngang như này nhé. Ngoặc ngang này có thể gây ra cắt, hoặc treo móc này nó gây ứng suất cắt ở cái gen nhá. Ví dụ vừa lấy của chúng ta là bu lông vòng M30, bạn thấy là nó chịu được bao nhiêu không? Nó chịu được lực bao nhiêu đấy các bạn ơi? Cái gì mà 500, 1.500 kg. Như vậy là một cái bu lông vòng M30 ấy, nó chịu được bao nhiêu? 1,5 tấn đúng không? Vâng. Đang tính kg được cái nhá. Được chưa? Như vậy là cái của bạn này đến 1,5 tấn một nửa khuôn không? Chắc không đến được đúng không? Chắc phải khoảng mấy tạ đó. Được chưa? Như vậy cái bu lông vòng thì không cần phải chỉnh sửa, như vậy là chỉ được việc lắp vào thôi. Lắp vào lấy thư viện mà cho vào nhé. À. Ok. Như chúng ta sẽ xem ở đây nó còn cái gì nữa không nào. À, cái litter các bạn chưa cắt à? Chưa. À, chưa bu lần với cái thằng khuôn đúng không? Vâng. À, nhắc lại các bạn là litter các bạn phải làm cái chân thoát rộng ra nhá. Hiếu và Long cùng một số bạn. Thầy, cái chân thoát này thì em đục thẳng hay là em đục chéo theo hướng của nó? Thẳng hay chéo lại phụ thuộc vào kích thước. Bạn nhìn chưa? Thông thường thì người ta thẳng để người ta phay nó dễ hơn đúng không? Vâng. Nhưng vấn đề là bên cạnh của bạn mà dây di dây dít mà nó vướng vào chỗ khác là không được. Đây như này bạn làm thẳng thoải mái này. Làm thẳng thì các bạn nhớ đừng có làm thẳng hình vuông, mà làm thẳng hình rãnh then thì nó mới phay được nhá. Em hiểu ý chưa? Vâng. Dùng dao phay để phay. Thế còn một phần dẫn hướng nhỏ ở đây, bạn nhìn này, một phần dẫn hướng nhỏ bắt buộc nó phải cắt dây rồi. Cái khoảng này nó chỉ làm khoảng 10-20 thôi. Bởi vì càng ngắn thì càng dễ gia công, càng dễ càng chính xác đúng không? Vâng. Hiểu ý đồ chưa? Vâng. Đó. Cái chỗ này em không cần thiết, em có thể chỉ cần làm một cái đục thẳng lên, nó không cần làm bậc này thứ hai thôi. Sau đó làm cái phần dẫn hướng này. Đấy. Thế còn nếu mà một số nơi nó còn ngon lành nữa, làm cái bạc ở đây nữa các bạn nhé. Em hiểu chưa? Vâng. Làm bạc thì là nó bền hơn, bởi vì các bạn biết làm sao không? Nếu mà chỉ có một chỗ này nó tì và nó sẽ bẻ, nó sẽ mòn ở đây và mòn đây. Bởi vì khi di chuyển nó sẽ tì, nó sẽ xu hướng tì vào đây đúng không? Và dập vào nó tì đây. Nếu mà có bạc nó giống như là một cái ổ bi, giống như cái xe máy của chúng ta, các bạn thấy là xe máy bây giờ dòng nó có hai giảm sóc, và dòng có một giảm sóc, theo các bạn là một giảm sóc bền hay hai giảm sóc bền?
hai làm xong. xe ga ấy, chắc chắn là hai là về rồi đúng không? Anh làm một cái rồng công son ra thì kiểu gì chả yếu hơn đấy. Thích thì làm cái bạc đây, không có thì không cần. Trong trường hợp mà các bạn không thể bố trí được nhé, không phải lúc nào cũng làm được bạc đâu nhé. Trong trường hợp mà xung quanh mình chi chít, để ý xem là cái chốt đẩy có chạm vào không. Tí nữa tôi sẽ cho các bạn xem một số anh làm chốt đẩy chạm vào đây. Chốt đẩy ok rồi, đúng rồi, chốt đẩy này phải có chống xoay đấy, đúng rồi. Bởi vì sao, mặt làm sao mặt nghiêng đúng không, đúng rồi, cách làm đúng rồi. Cái mặt này cái gì đang xảy ra đấy, sao tự nhiên nó bẻ ra này, sao cho phẳng đấy, không làm phẳng Nó cái á. chỗ đấy nó có cong hai cái bên của em ạ, ở giữa nó ít hơn, cong ít hơn. À, về làm cho tôi bốn đảo đây nhé. Đây này, thế làm sẵn đây này. Em làm được. Thằng này lồi ra thì thằng kia phải lõm vào đúng không? Vâng. Biết rồi thì đi thực tập hay là nhìn đấy, qua nhìn qua đúng không? Trong thực tế thì người ta không tách khuôn kiểu như này đâu nhá, yếu nhất. Sao em lại được cái mặt này nhỉ? Cái chi tiết của em nó bị cong ở cái đoạn đấy, Chỗ này nó em phải cong ở đùn phần cái ra, thành. đúng không? Tôi làm này rồi, còn tôi sẽ cố vấn này, đúng ra là từ đây em phải đùn ngang ra để cho được phẳng này. Vâng. Từ đây đùn ngang này, từ đây đùn sang, nhưng mà lại dùng lệnh dây hồi nghiêng 45 độ, xong từ 45 độ này đùn thẳng. Em hiểu chưa? Còn đây là em Vâng. chéo nha. Đây chút nữa tôi Vâng. cho xem cái mặt cách của một cái mặt khác thì nó đẹp hơn. Đó. Thôi bây giờ làm tạm thôi còn để ấy. Còn... thậm chí nếu mà để định vị ngon lành nữa thì bạn cũng phải thêm bốn đảo ở trong này cũng được. Là mỗi miếng ghép nhỏ chúng ta sẽ định vị riêng, hiểu chưa? Vâng. Đó. Đây cũng có một cái đảo nữa này, đây cũng có đảo nữa này, đây cũng có đảo nữa này. Nó định vị là để tại sao nó có bốn cái đảo đấy, bạn biết đâu vì sao không? Cái hệ thống dẫn hướng ấy nó chỉ mang tính chất là dẫn hướng chung thôi, chứ còn cái đảo này người ta sẽ căn cái mặt phân khuôn cho nó chính xác, hiểu chưa? Không có diện tích thì làm cái đảo nhỏ thôi, ví dụ như tôi làm cái này đảo nha, nó ok này, cái góc côn này cho nó 50 15 độ đấy tùy nhá. Ok như vậy của bạn Hiếu. À của bạn Hiếu nữa, còn cái nữa là ở phần top phần này nữa bạn phải đục. Nhiều việc quá. Đây đủ cái lỗ rồi nhá. Đó. Làm ra nào 10 phút. Đây đủ cái lỗ đấy. Ok, tiếp tục. Rồi được rồi. Tạm thời là như vậy. Sang đến của bạn Long đi. Nhanh còn 10 phút nữa. Time Cần cái làm cái cữ hành trình cái mà nó out. Tôi nói được gì nữa. Bao nhiêu lần thì phải một lần thôi. Số 2 đúng không? Ông chán nên đấy cơ à? không thì tất làm lợi ích đi ra thôi. Làm lấy cái mấy hôm nữa mà làm xuất bản vẽ ra thì ngồi mà khóc em nhá. Em thôi. Làm đấy cũng được, tôi làm nghiên cứu khoa học thôi, nhưng mà làm nếu mà làm về học thuật thì làm cái đơn giản mà dễ thì thằng Venture nó làm nhanh hơn nhiều. Làm việc chúng ta quay sang này là xem một Long làm nào nào. Thôi đi chạy đâu rồi, cái chỗ này cũng phải làm các đảo giống của bạn kia này, cũng thêm lò xo này, cũng phải đục ở dưới đáy này đúng không? Đường làm mát thì đấy còn tốt hơn của Hiếu là bạn biết chạy từ ngoài xuống đó. Bạn quan từ chỗ này về sau nó sâu lắm này, không quan đâu. R này cho to lên đi quay được nhá, sao hiểu chưa? Cho nên là về mặt công nghệ nó không phải đơn giản, các vít bịt ở xung quanh này phải cho vào. Bây giờ các bạn thấy nhìn thấy ở đây này, cái hệ thống làm mát của bạn thì cũng rối rắm, cũng tương đương bạn Hiếu, cũng mù ra chả biết đi đâu ở đâu nữa. Này full có khả năng là trở lại chẳng đi được. Như vậy chúng ta thấy là gì, cái sản phẩm ở đây này, sản phẩm nó lên tận trên này nhưng mà bạn ấy không có cái đường ở đây, 1 2 3 4 làm sao có cái đường ở xung quanh này nữa chứ đúng không?
ăn nhìn chưa, mà như thế này trông có ghê gớm không này, bán này còn thiết kế cả cái đường như này nữa, nó như là cái sơ đồ đường Hà Nội các bạn ạ. Nó tắt từ bán cho đường cụt này, bán chạy từ đây này, bán chạy từ đây, chạy từ đây, chạy từ đây, cụt vào đây không biết đâu, nước đang chết ở chỗ này nha, một số lượng nhỏ chạy ra đây. Đó. Như các bạn thấy là tôi dám như này là không ổn rồi, được chưa? Chỉnh lại thêm thêm hai đường vào hay ba đường vào đều được hết nhé, được chưa? Tiếp từ phần này, cái mặt khuôn khuôn này này, cái mặt khuôn khuôn này trong thực tế người ta sẽ phải quay phạt đi này. Hòn Long đắp với bốn góc ở đây nhá, Long nhìn thấy bốn góc này trong bốn đảo đây. Ok, xem món gì không? Làm mát ở dưới thoải mái đúng không? Này. Các bạn nếu mà cái kênh làm mát nó vướng nhiều chút đẩy, các bạn giảm xuống phi 6, tối thiểu phi 6 rồi, nhưng không, nhưng thường người ta làm phi 8, bởi vì mũi khoan càng nhỏ khoan cũng dài nó khó, nó xiên nhá. Nói ok thế tạm tạm rồi, nhưng mà cái gì thì chỗ này chưa cắt thì làm để ý nhá. cái chỗ này nó em xóa cái gì rồi nó vẫn còn. Ờ, nhưng mà cái đường này cua gấp quá, nào là nhìn nhìn vào đây này. Nếu mà bây giờ chỉnh kịp thì chỉnh, không chỉnh thì thôi, nhưng mà nhìn đây này, cái đường này từ đây vào cua gấp quá này, nhìn nhá, nên tại sao người ta phải vòng như thế này, này hình chữ S này, có phải nếu mà tôi làm hình chữ S như này thì sẽ làm sao, cái bán kính cua sẽ tốt luôn đúng không này, được chưa? Còn nếu không không kịp thôi nhá, nếu bạn sửa như thế là ok rồi, nếu là các bạn Long gần gần hòm hòm rồi, được chưa? À, bây giờ chúng ta sẽ sang đến khác. Trường đây, trường đâu rồi, trường bật mic em ơi. Em đây ạ. Cái này à, cái của trường là hôm nào tôi làm xong rồi chứ nhỉ, thế sao mãi chưa thấy gửi bài ấy nhỉ, tôi làm hết rồi gì nữa hả? Trường còn cái gì không, Dạ, em chưa. em còn vấn đề gì ở cái này không? Hả? Này làm 90% rồi gì nữa? Còn cái gì nữa? Trả lời nhanh, thời gian quá. Vướng cái gì? Em chưa thể. Vướng ở cái gì? Em mắc ở cái gì? Nói nhanh nè. Không hiểu cái gì à? Làm như mèo mèo ấy sơi mà đi chưa hiểu cái gì, tôi chết rồi, hỏng rồi nhá. Có người hỏi các bạn, tôi còn có anh ấy, bây giờ tôi đã ngon lành hết rồi, tất cả mọi thứ xong hết rồi, đến đây còn lấy 90% rồi, thì 90% rồi anh còn còn chả hiểu cái gì thôi chết thật này. Ôi ông ấy khao khát như anh ấy. À, tôi là chế độ gọi ưu tiên đặc biệt ăn làm gì nữa. À, cái khó tôi làm ra ok nhá, bạn này năm sau tôi hướng dẫn tiếp nha, tiếp tục cho bạn khác nào. Trời ơi, hỏi còn chưa lo chuyển mic khổ đúng như thiếu nữ ấy. Giờ bạn nào nhỉ, vừa đấy là các bạn nào Phương Nam. đó, không phải bạn nào, có một bạn đề nghị các bạn đi làm đi, làm có cái gì đâu, thắng này, thắng là trao đổi cái tên đấy nhá. Lần sau các bạn gửi cho tôi, các bạn gửi sửa cái tên dự án và theo cái ngày nhá, để tôi mở trên mentor tôi biết được cái dự án là ngày bao nhiêu nhá, các bạn nhớ chưa? Nếu như Hiếu hay là ấy, các bạn cứ sửa theo cái thứ nhất là đồ án, các bạn ghi là để cho nó dễ tìm, Nguyễn Đức Thắng chẳng hạn, là ngày mùng ví dụ như ngày 12/6 bạn gửi cho tôi thì ghi 12/6 ở ngoài nhá, và sau đó là sửa vào thì tôi mới dễ, chứ còn trên cái này mà một đống dự án thì không biết cái nào đâu.
Nhà anh nào lắm chó thế chứ. À, nhà của anh nào đây? Thắng à? Đóng cửa vào. Đóng cửa chính vào Thắng ơi. Ra xích chó vào. Trời ơi, đi học online với thầy cả lớp này cho cả chút nghe. Sợ thật. À, các bạn xem trong lúc bạn ấy đang đi xích chó thì chúng ta xem là bạn ấy có làm được cái gì này. Cũng ngồi mò mẫm được tí nhưng mà mò ấy thì sửa lại nhưng mà chưa đâu, còn mấy cái quan trọng, mấy cái vặt vặt thì tôi nói thì nhiều, cái quan trọng tôi nói cho mà nghe này. Đây mấy cái đường dẫn làm mát hay mấy cái băng lằng nhằng kia bỏ qua nhé. Thế tôi nói rồi, các anh nhìn thấy các anh tự làm sao tự sửa nhé, ok chưa? Đây các bạn nhìn này. Ok, chốt đẩy ok vào đây rồi, chốt hồi đây rồi, ok. Đây, cái việc quan trọng nhất các bạn đang nhìn thấy cái gì ở đây không? À, Hiếu nào, Hiếu giao lưu cái nào. Dạ. Bạn nhìn thấy việc quan trọng nhất của bạn là bạn gì tên quên cái gì? Thắng. Thắng, bạn đang làm cái gì đấy? Mà rõ ràng từ những ngày đầu mình đã bảo là một sản phẩm đúng không? Một sản phẩm cũng được, nhưng mà full ở đâu? Không ở giữa. Này làm ra đây nhá. Thắng đâu? Ok đấy này, ví dụ thầy phun ở giữa thì lại có hai trường hợp là đây, phun ở giữa thì có hai trường hợp là một là cổng phun ở đây và ở đây, hai là cổng phun ở đây và ở đây, được chưa? Thế làm nào để biết là cổng phun nào ở bên phía nào là tốt nào? Và làm nào? Tôi vào môi trường là lòng lõi khuôn này. Ở trong ngay lúc đầu thiết kế này. Tôi vào đâu? Get location đúng không? Tôi vào đâu? Select này là gợi ý này. Nhập mấy đây? 2. Rồi, ok. Như vậy là sau khi tôi nhập gợi ý selection là gợi ý thì là gợi ý người ta là full vào đây này. Đây nhìn chưa?